Chào các bác, hôm nay Mỹ Đình lại có triển lãm chào đón mùa xuân và chuẩn bị Tết các bác. Thì nó cũng như đợt trước là sinh vật cảnh với lại đồ gỗ mỹ nghệ. Thì nó có những cái đặc biệt là hôm nay em thấy là rất là nhiều cây rất là khủng và hoàn thiện. Thì ra để quay để các bác phù các bác. Các bác nhìn cái cặp dưới này có quen không? Được sáng quá nhỉ. Cặp dưới này có quen không? Cặp dưới của vua dưới đấy ạ. Lại triển lãm mới bắt đầu đấy các bác, nó còn đang chở cây đến. Các bác xem cặp dưới nhá. Đây. Đừng nối tự tác phẩm của. Đây, nguồn gốc xuất xứ là tuyệt phẩm tình mẫu tử các bác. Từ đây. Trồng trên một cái khối xi măng rất là kinh khủng, tự đúc. Thân bệ rất là ghê gớm. Đây các bác nhìn này. Ra màn thế. Đây các bác. Già nào của nó đây. Bệ. Đây cái tử đây. Là ghê gớm các bác nào mà gần ra luôn nhá, về là mới thôi, chắc chỉ mới được 1-2 hôm thôi thì tôi ra luôn. Tí nữa đằng kia có rất nhiều cây rất là khủng mà phục vụ Tết đó các bác, đào quất và hoa xuân. Đấy. Này phía đồ gỗ mỹ nghệ nữa đang bay bán một số rồi. Da rất cụ cụ sườn sùi. Kinh khủng. Cụ cụ. Phía này nhìn cái tự. Tình mẫu tử. Tiếp theo là đến ông bên này. Ông này nhỏ một chút. Mùa của nó lúc có quả các bác nha, có cái ảnh này này. Đấy. Quả nó sữa. Đây. Tác phẩm Đợi Khổ Trường Sinh. To quá mà lại ngược sáng hơi khó quay. Phía kia thì không đứng được. Con nước tiếng đây à? Mình đi lại các bạn. Các bác phải ra chứng kiến tới mắt nha. Đây là đồng vũ sữa. Đây này, mấy con
tí rồi lại không có ai, bây giờ là tập trung này, người xem đúng không? Đấy, sữa nha, rồi bệ bú sữa nha, nhìn như vậy bác giật mình nha. Hơn 200 tuổi và giá 350 triệu bác. Đồng Nai và số điện thoại bác. Cái bệ của nó bệt tuyệt dính, chậu nó rất là mỏng đúng không? Chậu rất là mỏng. Bệ bệt kinh, chậu rất là mỏng. Bệ của vú sữa miền Nam rất là ghê gớm không? Đây là tự nhiên đấy, nhưng mà có bàn tay thôi, nhưng mà nó là sau này, còn hình dáng của nó là nguyên bản đấy. Rất là mỏng, chậu rất là mỏng đúng không? Chậu rất là mỏng. Rất là nhiều tác phẩm ở đây, có cái phế, có bụi phế nữa, bụi phế, cụm rừng phế đây, cụm rừng phế đây, phế chua hơn 200 tuổi giá bán 550 triệu, cũng là hàng Đồng Nai quá. Đây tổng quan nó bao nhiêu, rất nhiều các bonsai nhỏ nhỏ đấy các bạn. Đấy, bây giờ đi vào chi tiết các bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 cái tay, 10 cái tay lên, 10 cái thân lên các bạn. Nhóc của nó tay tôi rất bé nhỏ này các bạn. Bác nào mà ở đây ra cho vui nhá các bác nha. Đấy. Tiếp theo là me nha, me hơn 100 tuổi, 175 triệu. Đẹp không các bác? Quá đẹp. Đi vào chi tiết. Đây cái con cụm rành rành của bệ đây. Bệ nha các bác, đi quanh vòng quanh một bệ của nó một vòng nha các bác nha. Dưới này có mấy cây cẩm thị, dưới này cẩm thanh.
Sam núi. Sam núi làm thế liễu rủ. Đây, cái vú sữa đang có quả các bạn. Vú sữa đang có quả. Sữa đang có quả. Đây các bạn, quả đấy nha. Kia có đại ca cái đang làm ba cây lá hán quá khủng luôn các bạn. Ba cây lá hán tuyệt phẩm luôn. Biết ra quầy thịt. Cái vú sữa này cái đấy nha. Đang có 1, 2, 3, 4. Đang nhìn thấy 4 cái quả rất là to, 5 quả. 5 quả rất là to. Đây, cái vú sữa giá 90 triệu. Alo. Vâng. 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 Chưa có đầu mối chị ạ. Chưa đang tìm đầu mối. Vâng. Ban quản lý thì thường nó giữ bởi vì nó muốn triển khai riêng, nó trao đổi với mình là triển khai riêng một cái chị ạ. Nhưng mà chờ chờ tí.